Nhan sắc cô giáo dạy tiếng Anh của loạt sao Premier League. Sarah Duker, giáo viên dạy tiếng Anh cho một số sao Nam Mỹ tại ngoại hạng Anh, thông thạo 5 ngoại ngữ và có thân hình gợi cảm. Một trong những học trò mới nhất của Sarah Duker là tiền đạo Richarlison người Brazil. Trên trang cá nhân hôm 6 tháng 4, người đẹp đăng ảnh cùng sao Tottenham và chú thích: từ ghi bàn thắng tuyệt vời của World Cup tới cải thiện kỹ năng giao tiếp, tôi háo hức bắt đầu làm việc với Richarlison. Bản thân là một người tham vọng, tôi thích làm việc với các cầu thủ tham vọng, có cùng động lực và Richarlison không phải ngoại lệ. Bất chấp rào cản ngôn ngữ, Richarlison đã tiếp tục thúc đẩy và khám phá các phương pháp khác nhau để tìm ra cách tiếp cận phù hợp nhất với mình. Với chương trình ngôn ngữ của riêng mình, tôi tin anh ấy sẽ sớm thực hiện được các cuộc phỏng vấn và tự tin giao tiếp. Đầu tháng 3, nữ giáo viên xinh đẹp chụp ảnh cùng một cầu thủ Brazil khác là Arthur Melo, người đang thi đấu cho Liverpool theo hợp đồng cho mượn từ Juventus. Học trò của tôi Arthur đã tiến bộ vượt bậc chỉ sau 3 tháng. Tôi tự hào thấy anh ấy ngày một thoải mái hơn khi giao tiếp bằng một ngôn ngữ mới và thậm chí vui mừng hơn khi biết các nhân viên của câu lạc bộ Liverpool nhận thấy sự tiến bộ. Chứng kiến lòng quyết tâm và sự chăm chỉ của các học sinh thực sự là một trong những trải nghiệm xứng đáng với một huấn luyện viên ngôn ngữ, cô viết. Hôm 19 tháng 4, Sarah đăng tải video Melo nói tiếng Anh. Cuối tháng 2, Sarah đăng ảnh bên nhà vô địch World Cup 2022 Julian Alvarez. Cầu thủ Argentina này đang thi đấu cho Man City. Từ nâng cao cúp vàng World Cup tới chinh phục một ngôn ngữ mới, tài năng của học sinh tôi không có giới hạn. Tiến bộ ấn tượng trong một thời gian ngắn. Vô cùng tự hào về học trò của tôi, cô viết. Sarah thông thạo 5 ngoại ngữ là Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Không chỉ dạy tiếng Anh, cô còn dạy tiếng Bồ Đào Nha cho cầu thủ Anh. Trong ảnh, người đẹp chụp cùng học trò Demi Namaso, tiền đạo người Anh đang thi đấu cho Porto. Sarah Duker không bắt đầu sự nghiệp huấn luyện viên ngôn ngữ ngay từ đầu mà làm luật sư thể thao chuyên thảo các hợp đồng ở Bỉ. Nhưng người đẹp muốn làm công việc liên quan tới bóng đá nên đã tới Madrid học thạc sĩ tâm lý thể thao và huấn luyện tinh thần. Sau đó, cô sang Mỹ lấy chứng nhận huấn luyện viên tinh thần. Bắt đầu với vai trò trợ lý ngôn ngữ ở Porto, người đẹp giúp đỡ vài ngôi sao nước ngoài giao tiếp tốt hơn với đồng đội và huấn luyện viên. Sau đó, cô tự thành lập công ty với tư cách huấn luyện viên ngôn ngữ. Sarah Duker nói cô có phương pháp đặc biệt trong việc giúp các cầu thủ tiếp thu nhanh ngôn ngữ. Sử dụng vài kỹ năng về ghi nhớ. Ngoài khả năng dạy ngôn ngữ, Sarah còn được biết đến với gương mặt ưa nhìn, thân hình đẹp như người mẫu. Trên trang cá nhân có gần 200.000 người theo dõi, cô thường đăng nhiều ảnh gợi cảm của bản thân. Nhưng nhan sắc cũng là bất lợi của Sarah. Cô giúp nhiều cầu thủ bóng đá thích nghi nhanh với cuộc sống ở Anh bằng việc cải thiện khả năng ngôn ngữ, nhưng vợ, bạn gái của các học trò không phải ai cũng thưa Sarah. Theo chương trình Innovaso của Argentina, nhiều nàng oắt ghen tị với Sarah và không muốn cô dạy học cho chồng, bạn trai họ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.